Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Có lẽ đây là combo mà rất nhiều người dùng hiện tại hướng đến, đó chính là CPU đến từ AMD và card đồ họa đến từ NVIDIA. Thì ngày hôm nay mình có một combo như vậy luôn, và mức giá của combo này sẽ là gần 22 triệu đồng. Vậy thì với cái mức giá mà gần 22 triệu đồng mà các bạn bỏ ra thì các bạn sẽ nhận được những gì? Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần CPU. CPU đây là Ryzen 5 3600 6 x 12 luồng. Đây là một trong những mẫu CPU hot nhất của AMD theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng từ trước đến nay. Mình sử dụng cái mẫu CPU này trong kiểu một tháng rồi. Ngày xưa mình stream ấy, mình sử dụng cái mẫu CPU Ryzen 5 3600 này, mình thấy nó không bất kỳ một lỗi làm nào cả, chơi game hay làm việc đều rất ok. Thì anh em biết vì sao mình nói hot theo nghĩa đen và nghĩa bóng không? Hot đây tức là mức giá và cái hiệu năng mang lại cũng rất hot. Và cái thứ hai là nhiệt độ của CPU tỏa ra nó cũng hot theo. Thì theo như lời khuyên của mình ấy, thì anh em nên đầu tư một mẫu tản nhiệt khí rồi. Thì ở đây mình đã có lắp sẵn một mẫu tản nhiệt khí để cho anh em có thể tham khảo, và nếu ưng thì có thể chọn mua. Chuyển sang tới phần Vega thì đây đến từ một hãng mà mới phân phối ở Việt Nam thôi. Đây là PNI, đấy, đọc thuần Việt thì nó là vậy. Thì đối với những anh em mà thường xuyên mua hàng sách tay ấy, thì chắc chắn sẽ không còn lạ gì với hãng này nữa. Còn đối với những anh em mà thường xuyên mua cái đồ chính hãng mà chỉ phân phối tại Việt Nam thôi, thì đây là một cái tên rất mới, họ mới bước chân vào thị trường Việt Nam mà. Thì họ, hãng PNI ấy, họ thường sản xuất các mẫu card đồ họa Quadro thôi. Và mới gần đây họ đã sản xuất thêm cả RAM, SSD và cả card đồ họa GeForce RTX nữa. Thì phiên bản mình đang có ở đây là RTX 2060 Super. Thì ban đầu ấy, khi mình nhìn cái phần thiết kế của mẫu card đồ họa này thì mình nghĩ đây sẽ là một sản phẩm rất nóng. Tuy nhiên khi mình test qua phần mềm Framework ấy, trong khoảng 30 phút thì mình cảm thấy cái mức nhiệt của mẫu card đồ họa mang lại nó cực kỳ mát luôn, khi mà nhiệt độ tối đa đạt được là khoảng 64-65 độ C. Thì anh em cứ tưởng tượng đi, khi mà sử dụng card đồ họa kiểu 64-65 độ C, nhìn thôi cũng đã thấy thích rồi đúng không? Và hiệu năng của cái mẫu card đồ họa RTX 2060 Super thì không gì phải bàn cãi rồi. Tất cả các tựa game trên độ phân giải Full HD đều có thể chiến Max Setting một cách ngon lành cành đào. RAM thì sao? RAM cũng đến từ PNI luôn. Thì đây là hai thanh RAM với bus 3200. Đối với những anh em mà sử dụng các CPU của AMD hay tất cả các CPU khác đến từ cả Intel nữa thì bus RAM càng cao và mệt phải hỗ trợ nữa nhá thì càng tốt. Và khi đấy anh em sẽ tránh được cái tình trạng nghẽn cổ chai, khi mà cái luồng dữ liệu từ CPU đổ xuống VGA qua RAM ấy, nó sẽ không bị nghẽn lại nữa. Và với hai thanh RAM với tổng dung lượng 16GB thì mình nghĩ sẽ là một mức dung lượng mà đến bây giờ anh em nên cân nhắc để sử dụng ở mức khởi động đi. Và thì 8GB RAM ấy, có lẽ thì nếu mà sử dụng lướt Chrome thì vẫn được thôi. Tuy nhiên có những cái tựa game ấy nó đã yêu cầu một lượng RAM lớn hơn rất nhiều rồi. Ví dụ như kiểu Call of Duty Warzone đã yêu cầu 12GB RAM để có thể chơi tựa game ấy rồi. Thì đấy, 16GB là hợp lý. Và cái mẫu main được mình lựa chọn đây là B450 Tomahawk Max. Đây mẫu main anh em hoàn toàn có thể sử dụng tối đa đến Ryzen 7 3007 nếu như anh em không ép sung. Còn đối với những anh em mà ưa thích cái ép sung một chút ấy thì mình nghĩ nên sử dụng cái main này cho CPU Ryzen 5 3600 trở xuống là hợp lý nhất. Và cái main này cũng có 4 khe RAM nữa, cắm hai thanh rồi, còn hai khe nữa, sau cắm hai thanh nữa là hợp lý, tổng dung lượng là 32GB là ổn nhất. Rồi thì mình sẽ nói đến phần SSD. SSD ở đây anh em biết đấy, cũng đến từ PNI luôn, và đây là SSD M2. Và tốc độ đọc tối đa của SSD này có thể đạt được là 3500MB/s, còn tốc độ ghi thì thấp hơn một chút, thì chỉ đạt khoảng độ hơn 1000 thôi. Thì mình sẽ nói về phần thiết kế của cái mẫu SSD này một chút. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy, cái mẫu SSD này đã có được trang bị sẵn một cái lớp kim loại để tản nhiệt cho cái SSD này rồi. Tức là các bạn chỉ cần mua về và cắm và không cần phải quan tâm xem liệu cái SSD của bản thân mình nó có bị quá nhiệt hay là không. Và để chứa toàn bộ các linh kiện thì mình sẽ lựa chọn vỏ cây Secotep K8. Cái vỏ cây này cực kỳ rộng rãi luôn. Đây, như anh em có thể thấy, nó vẫn còn thừa một khoảng không rất lớn. Nếu như các bạn thích thì hoàn toàn có thể sử dụng tản nhiệt custom. Đây, đặt đây, quá là hợp lý luôn. Lựa chọn vỏ cây này cũng tính toán cả ở đây. Thì đây, như anh em có thể thấy ở đây mình đã có tổng cộng là 6 cái quạt và một cái tản nhiệt đến từ ID Cooling. Thì những cái sản phẩm này ấy, khi anh em chọn mua thì nó sẽ chưa bao gồm trong cái bộ cây này đâu. Thì đây sẽ là sản phẩm phải mua ngoài thêm. Thì nếu như anh em ưng mà muốn cho cái sản phẩm của mình nó vừa đẹp và nó vừa thông thoáng thì có thể chọn mua bộ sản phẩm đến từ ID Cooling. Mức giá của sản phẩm này nó chỉ rơi vào khoảng độ gần 1,5 triệu thôi. Thì nó có điểm đặc biệt đó chính là anh em có thể sync LED được. Đấy, tất cả các LED đều đến từ ID Cooling mà sync LED với nhau, bật các màu đều được. Đây mình để mặc định LED RGB thôi. Nếu như anh em nào mà kiểu là không thích màu mè thì có để thành LED màu trắng, màu đỏ hoặc là màu tím, cái này tùy mỗi người thôi. Cuối cùng thì sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của bộ PC này để anh em đánh giá xem với gần 22 triệu đồng bỏ ra nó có xứng đáng với cái túi tiền đấy không. We'll be right back.
Anh em đánh giá sao về cái combo này? Có phù hợp với cái túi tiền của anh em không? Hãy để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng ta trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.